Kính thưa quý tòa, kính thưa viện kiểm sát, bị cáo xin được phép nói nhiều hơn bị cáo Nhi và bị cáo Hà một chút. Tại vì trong số 3 bị cáo là nhân viên của cô Nguyễn Phương Hằng thì bị cáo là người tạm có chút khả năng ăn nói hơn so với hai chị. Kính thưa hội đồng xét xử, lời đầu tiên nhất trước khi nói lời sau cùng thì bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến những người có quyền và nghĩa vụ liên quan mà đã bị ảnh hưởng trong vụ án này, đó chính là ông Huỳnh Minh Hưng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến bà Trương Thị Mỹ Oanh, bà Trương Thị Việt Hà, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Dầu, bà Đinh Thị Lan, ông Lê Công Vinh, bà Trần Thị Thủy Tiên. Và bị cáo cũng xin gửi lời xin lỗi đến cô Nguyễn Phương Hằng, chú Huỳnh Uy Dũng, chị Mai Nhi, thầy Quân và chị Hà, bởi vì chính bị cáo cũng xác nhận rõ là bị cáo cũng phải có trách nhiệm trong việc nhận thức và khuyên nhủ ngăn cản mọi người, và bị cáo đã không làm được điều đó. Bị cáo gửi lời xin lỗi. Và nội dung thứ hai là bị cáo muốn thưa với hội đồng xét xử là bị cáo từ khi sinh ra đã là một người tốt, là một học sinh giỏi, và trong suốt quá trình học tập bị cáo luôn là niềm tự hào của trường, lớp, cha mẹ, và đến hiện tại bị cáo vẫn không ngừng những hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội. Bị cáo đến với vụ án này là vì bị cáo xem thực sự đây là một công việc. Và bị cáo cũng xin trình bày quan điểm của bị cáo về hai tình tiết tăng nặng, đó là phạm tội. Đây đã nói là sau cùng, dạ. Tranh luận thì luật sư đã tranh luận cho bị cáo rồi. Dạ, và lời nói sau cùng bị cáo gọn thôi. Dạ, về hoàn cảnh gia đình đâu. Dạ, về hoàn cảnh gia đình thì anh bị cáo vừa mới mất cách đây 2 tháng, nên bị cáo đang là kinh tế chính của gia đình. Mong hội đồng xét xử tất cả những cái yếu tố về động cơ, nguyên do, hoàn cảnh của bị cáo để cho bị cáo vừa chịu hình phạt mà vừa có thể tiếp tục cống hiến cho cộng đồng với một mức án nào đó mà bị cáo có thể ở ngoài, để với nhận thức của bị cáo thì bị cáo sẽ làm nhiều hơn và có ích hơn để bù đắp lại những cái sai của mình. Xin cảm ơn hội đồng xét xử.